Chiều nay 20 tháng 11, đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, đồng chí Trần Diệt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân các sở ban ngành thành phố, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các quận huyện tham dự hội thảo trực tuyến về giải pháp tổng thể Ecovac chuyển đổi số phòng chống COVID-19 thành phố Cần Thơ của công ty cổ phần FPT. Tại hội thảo, các chuyên gia của tập đoàn FPT giới thiệu tư vấn triển khai 5 giải pháp công nghệ thiết thực trong chuyển đổi số phòng chống COVID-19, gồm chỉ đạo xanh, an sinh xã hội xanh, quản lý và chăm sóc F0 tại nhà, doanh nghiệp xanh và giáo dục xanh. Các ý kiến tại hội thảo cho rằng, để các giải pháp được triển khai thành công, tập đoàn FPT cần khảo sát để có đánh giá phù hợp với tình hình thực tế. Các thông tin dữ liệu của giải pháp phải tích hợp được với Trung ương và đảm bảo an toàn thông tin mạng. Các giải pháp phải tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và chính quyền. Kiến nghị tập đoàn FPT hỗ trợ các trang thiết bị học tập trực tuyến với mức giá phù hợp với các em học sinh và gia đình. Đồng chí Trần Diệt Trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ghi nhận những giải pháp đề xuất của công ty cổ phần FPT trong phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế. Thống nhất hai bên sẽ thành lập tổ nhóm tham mưu giúp lãnh đạo thành phố Cần Thơ và tập đoàn FPT thực hiện. Đồng thời đề nghị tập đoàn FPT cử đội ngũ nhân viên làm việc với các sở ngành hữu quan tiến hành khảo sát để đưa ra các giải pháp cụ thể. Giao Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ làm đầu mối làm việc với tập đoàn FPT chủ trì tiếp nhận và triển khai thí điểm các giải pháp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cũng mong muốn công ty FPT hỗ trợ và chuyển giao công nghệ giúp địa phương có thể chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng chống dịch COVID-19 đảm bảo thiết thực hiệu quả.